on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Phan TV. Thì hiện tại Dũng Phan TV đang có mặt tại xã Cao Quảng nha các bạn. Và mình cùng team của mình là sẽ hôm nay sẽ về tại cái mảnh đất Cao Quảng này để cùng nhau câu cá nha các bạn. Vậy các bạn cùng theo chân của Dũng Phan TV để xem hôm nay là team của mình sẽ câu cá như thế nào và sẽ có những loài cá nào nha các bạn. Rồi mọi người cùng theo chân Dũng Phan TV nha. Let's go. Đây các bạn này, các bạn Tuấn đang chuẩn bị đồ nghề để sẵn sàng để câu này. Hôm nay mình mang những cái cân nào để bắt? Chứ mình biết các bạn ơi, mình bắt mồi giả câu cả toạc đấy các bạn ơi. Con vừa xuống thì bạn Duy đã câu được một con cá toạc đấy nha các bạn. Đây đây, okay. Con thứ hai rất tuyên hơi nhỏ đấy. À, đấy thanh quả mới xuống đặt chân xuống đấy các bạn này. Đây là có cá đây này. Đây là cái suối tại xã Cao Quảng nha các bạn, rất là rộng và cũng là nhìn cũng là có nhiều hình ảnh rất là hùng vĩ các bạn ạ. Đấy. Đây là thêm một con nữa rồi. Đấy. Team của mình thì đi rất đông nhưng mà vừa mới có 4 người đến tại đây nha các bạn, 5 người. Chút nữa sẽ có thêm vài ba người nữa. Trên kia thì là cũng là Tuấn. Cũng gọi là Tuấn Khỉ đấy. Đang đã bắt đầu ra cân. Ở phía xa xa là núi nha các bạn. Còn đấy là con suối này là tại cái xã Cao Quảng. Đấy. Bạn thả Duy là khá sát cá nha các bạn. Đấy. Thì xem này. Đấy. À, một lần bắt hai con cá luôn các bạn này. Đó. Tuyệt vời đấy. Bạn Tuấn ơi, cho mọi người có cái thanh quả cái đâu. Úi xà. Đây các bạn này, cá ăn đấy các bạn này. Úi xà. Quả đã. Hai con luôn. Tha hồ thu nhập các bạn ạ. Đấy. Thì sau một thôi mà thả câu thôi các bạn nhé. Đấy. Trong giỏ là gần đây giỏ rồi. Gần đây giỏ đấy các bạn ạ. Tiếp tục là bạn Duy lại vừa câu thêm được cá nha các bạn.
Đấy. Rất tuyệt vời. Nó mới xếp cái giỏ cá cái bán này. Và khá nhiều các bạn nhá. Rồi. Giờ sẽ tiếp tục là vị trí này rất khá đấy, rất là nhiều cá chuột các bạn nhá. Vì lý do là tại cái điểm này á là nó không có sóng điện thoại các bạn ạ, cho nên là hiện tại thì mình cũng không biết là cái đoàn của cái tổ thứ hai của mình đã di chuyển chưa và đang đi đến điểm nào, thì tụi mình sẽ khi mà các bạn này chạy đến đấy á thì sẽ thấy xe tụi mình bỏ phía trên đường thì sẽ cùng tất cả các em sẽ làm lưới nhá các bạn. Đấy thì hiện tại thì con Duy vẫn đang cấu những con cá choạc khá nhiều các bạn ạ. Và cùng giới thiệu với các bạn là con Duy là cũng là một cân thủ khá lâu năm nha các bạn, rất là sạch cá. Tiếp tục cái tím của mình sẽ thả lưới nha các bạn. Còn câu thì đã có bạn Duy đi câu rồi, giờ mình và bạn Tuấn sẽ thả lưới tại cái khúc suối này. Hy vọng là sẽ có cá các bạn nhé. Vòng lên đi này. Đấy thế có mố nó chạy đấy. Tiếp tục cá choạc à? Đây thì tụi mình đã có một cái bếp giá chiến đấy nha các bạn. Và đang nướng thịt ba chỉ đấy các bạn này. Đấy. Thì tụi mình sẽ tiến hành nướng cá bằng trên đá nha các bạn. Đây, cái món cá choạc nướng đá. Các bạn thấy hấp dẫn không? Và nên kiểu trên này thì là thịt ba chỉ này. Đây là cá choạc các bạn nhá. Lúc này
bạn Duy đi câu này. Bạn dùng phá đấy. Rất là hấp dẫn. À. Một con cua nữa. Lớn luôn. Nhân hấp dẫn quả các bạn ạ. Kia đủ cái này tí nữa kia. Đưa cái cá. Cắt cái nắp vừa để ăn. Lấy cái cá đi. Đây này. Dạ. Đu 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 đu. Đấy, chỉ lấy chứ đấy. Nhưng mà lăn lại được. Đây. Đưa vậy đó. Giỏi vậy. Được rồi. Ăn đi, ăn đi. Lấy cái nắp vừa để ăn. Lấy cái cá đi. Đấy. Bình giá. Đu 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 đu. Đúng rồi mà. Đúng rồi. Cái này chứ cái. Nhưng mà lăn lại được. Cái tay nhặt lấy được. Như vậy. Này. Mình mời các bạn một miếng ba chỉ nha các bạn. Ăn tại suối luôn các bạn. Đấy. Nói ngủ ngủ hết đi. Chấm với muối ớt đính vững hết. Đây. Mời các bạn nha. Cắt đôi ra nha. Để mình cắt đôi ra. Ừ, thì cả anh nhưng mà anh cắt đôi ra người nửa để được uống không không mà uống ăn chơi bò đá nữa đem nửa được con tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời đâu bụng đá bụng đấy. Xin phép thử miếng thứ hai nha các bạn nhé. Mời các bạn này. Cái tay là cái tay nước. Ở đây anh nhé, có tay nước đó đấy. Có bố đây có ăn nè. Đúng chung rồi. Mèo phải nữa. Đúng chung rồi. Đây. À, đúng chung rồi. Đúng đá mèo. Đi rồi mua thôi, gặp mấy cái trăng mua thôi, lấy lại rồi ăn.
hai cân thủ đấy. Hai cân thủ ăn kẻ. Hai cân thủ đấy. Câu cân mấy cân mà câu thôi mời. Ôi trời nóng các bạn. Mình mời các bạn thưởng thức món cá chuạc nướng tại suối nha các bạn. Nhưng hấp dẫn lắm các bạn ạ. Đang rất nóng, đang rất nóng nhá. Đó, tưởng này bạch kín đi xuống. Đang hết tiêu không? Nói chung là đã quay hết video mà đây buổi trưa thêm video ngay hai video được đó. Rồi mời các bạn thưởng thức cá của mình nhá. Chấm tí muối này. Ồ ồ ồ. Rồi đây, mời các bạn này. Đi lấy cái lỗ mà cắt. Cắt lỗ. Ừ. Rồi đi dọc cắt lỗ. Đi cắt. Cả nó này. Cá tươi ngon lắm các bạn. Các bạn đi ra, rồi lấy cái cũng đã mà ngồi thôi. Chưa thương thầy. Ờ, đi chờ mua mới hướng gì đi mà mua đấy. Tao đi chờ đi không? Cửa hàng. Mua cướp. Mua chi? Tôi hãy mới mua bữa mới chặt. Mua luôn. Thì cả như đều môi đi. Nhiên là cứ to lên lùi chứ. Cả chọc to thiệt, chỉ đấy cả chọc to thiệt. Con cả chọc nhìn đà luôn này. Đấy thì nó lấy. Lấy cái con đám ngôi ra, chả cả kỳ hẳn chứ. Đà anh này. Chiều con tướng trình. Cái cành nhà là ngoài một mình dưới. Tướng trình buổi chiều ăn cá mà lo gì đó. Cho hình được. Nói chung buổi trưa ăn cá ấy nè. Lại quay ăn cá là chứ đưa mồm mắt sống ấy có ai gọi được mồm. Rồi đầy đủ đấy hả? Mời mọi người nhá. Thiếu cố. Thế mình đây, ở đây đây này, bạn mình đi về đây này các bạn này. Bạn gì? Bạn mình một nồi cá nữa. Đến nồi đây. Cá hôm nay mình thưởng thức là cũng như bạn bạn chú ý câu nha các bạn. Hôm nay cắt cho một cục hàng này. Tao câu được một con. Không có khi có ai con. Rồi tranh thủ bạn chú ý cho đến đây chúng ta nâng lên cái hai. Rồi mời tất cả mọi người nhá. À, thế tại hề. Lấy lóc cái gì hết đó. Đây là những nhân vật quá quen thuộc về các bạn này. Nhân vật nhận mặt. Đá mèo. Mấy uống bia mãi một lóc mấy uống mãi mèo. Bạn tay. Thế Tuấn, thế Tuấn. Bạn Dũng Phán là TV là. Rồi mời các bạn tất cả các bạn nhá. Nó uống hết cái lóc. Đẹp. Có mời các bạn nữa. Đẹp loại không? Rồi à? Thôi về đây ăn. Làm rán à? Cái miền thịt như tao để không? Chứ bê tao cắt này mày lại đây lắm không? Tỉnh này nè. Cái cấu cái nghe bái đường dư của nó. Đúng cả. Cố. Cái miền thịt tao để mày bê tao mới cắt này. À. Chưa cắt nha. Quả choạc không nghĩ được một sức mực khử rồi chứ. Ăn tao ăn cái dư cái này ăn luôn rồi. Tao đừng dư ăn lên không có sức mực khử đâu. Chả chỉ nhịt thôi. Nóng, hơi nóng. Cho nên phải cắt theo kiểu dai dai thì nó chập hơn. Bây bạn chú ý lại ngồi ăn luôn bạn chú ý. Con thả lại rồi nó mà. À đây đây đây. Đây các bạn này. Đó, cá cực nhiều các bạn nhá. Cá mặt mini. Đây là cá choang nhá các bạn. Rồi. Này cá mặt kiến hay cá choang không? Cắt cho thằng kia lóng rồi đi. Còn lóng cũng như sao. Nhỏ chuyên nhé, bắt cái ồn là 2 chuyên nhé. Để ăn cho nó ăn mình ngon. Nên bỏ nên cũng đã ăn. Hả? Để đi, coi thuộc đi. Không, nghe cho được một đấy. Cả khá nhiều đó các bạn ạ. Đi. Ngà như đấy luôn à. Ngà như vậy chưa đấy. Đấy các bạn này. Bật đấy. Trời mua trời cáo quàng đấy á. Rồi tiếp tục mời các bạn thưởng thức món cá cá chuạc suối nhau bạn. Thằng cổ hôm nay ăn cá chuạc đấy nha. Cực tươi. Đó chính lòng bia với, hết bia luôn này. Chầm với cái tay, bỏ cho lòng bia. Các bạn này, mời các bạn nhá. Một cà chuộc của anh Duy đấy. Hôm nay một cà chuộc anh Duy. Rồi mời các bạn nhá. Anh Duy, trẻ vừa rồi, kỳ lại chắn cho ngồi đây kỳ. Tuyệt vời lòng các bạn. Ngồi cho, mọi người ngồi này chứ. Cá ngon. Hôm nay làm khoảng trời, nó phải có câu cá luôn. Kỳ. Cắt ngồi lại, tụi bọt nhé. Giòn đi. Mẹ như kỳ như cổ với gò nữa đó. Rồi thì một người mời thằng cổ một lòng. Clip thì cũng hơi dài rồi cho nên là mình tạm dừng cái clip tại đây nha các bạn. Để mong các bạn hãy cho mình một subscribe. Một like nha các bạn. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người.